Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn chiếc iMac chạy chip M1 có kích thước màn hình là 24 inch màu xanh ở trước mặt mình đây. Và mình đã có cái bài mà bóc hộp để đánh giá sơ qua cho các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết nhé. Còn bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu thôi nào. Mac One số 1 về Mac. Để tạo nên sự thành công của iMac M1 năm nay thì Apple đã chính thức thay đổi hoàn toàn về mặt thiết kế này, vi xử lý mới cho đến màn hình mới, tất cả thì cùng tạo nên một cái công thức dành cho cái iMac mới nhất của chúng ta. Và mẫu iMac này thì các bạn được xem nó không giống bất cứ một cái mẫu iMac nào về thiết kế ở phiên bản trước đó, bởi vì năm nay thì Apple đã làm lại hoàn toàn cái thiết kế ở trên chiếc máy này. Tất nhiên là một số cái điểm khác biệt duy nhất ở trên chiếc máy này với các máy đời cũ, mình ví dụ như là nó có micro tốt hơn này, loa tốt hơn, ít cổng kết nối hơn và được bố trí lại một số cái cổng kết nối làm sao cho nó hợp lý hơn. Màn hình thì cũng được phóng to là kích thước là 24 inch và bàn phím thì cũng sẽ có thêm là Touch ID ở đây. Và một cái mà điểm lớn mạnh nhất đó chính là thay đổi về mặt con chip, đó chính là con chip M1 ở chiếc máy này. Và con chip này thì nó sẽ không chỉ cải thiện về hiệu suất làm việc của iMac đâu, mà nó còn giúp cái hệ thống chạy được các ứng dụng là iOS hay là trên iPadOS. Nó được xử lý cái bộ thông tin hình ảnh nó tiên tiến, nó mượt mà hơn bao giờ hết. Và bản thân nó còn hoạt động hiệu quả đến đáng ngạc nhiên, và Apple cho biết rằng là có thể chế tạo một cái bộ khung iMac mỏng, thanh mảnh và độc đáo như thế này để chạy chứa cái con chip đó ở bên trong. Và nếu mà so với dòng Mac Mini thì chiếc iMac này thì nó có giá khá là cao. Với Mac Mini thì chúng ta chỉ cần bỏ ra một cái số tiền nó thấp hơn và chúng ta sẽ tìm theo nó một cái bộ bàn phím này hoặc cái màn hình đi kèm rời thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí hơn. Tuy nhiên thì với iMac, nếu mà chúng ta khi mà sở hữu nó được rồi thì chúng ta không cần quan tâm bất cứ một cái phụ kiện nào hết, bởi vì là thiết kế All-in-One, mọi thứ thì nằm đều ở trong một cái chiếc màn hình này, từ CPU, từ GPU cho đến là ổ cứng và loa được đặt hoàn toàn ở trong chiếc màn hình này thôi. Chúng ta không phải nghĩ bất cứ một cái vấn đề gì mà chúng ta phải mua phụ kiện bên ngoài nữa. Và về cái vi xử lý M1 này thì nó được tận dụng tối đa, nên là có một số cái trang web ở trên quốc tế gọi nó là một cái cấu hình Lite giữa chip Intel và chip AMD, bởi vì nó vừa tiết kiệm điện năng, nó lại vừa có cái hiệu suất mạnh mẽ. Điều này thì có nghĩa là các thiết bị chạy chip M1 này nó có thể là boost lên cái xung nhịp tối đa để chúng ta xử lý các cái tác vụ nặng ở trên máy, đồng thời thì nó vẫn tiết kiệm điện. Mặc dù là chúng ta đã được cắm nguồn điện trực tiếp rồi, chúng ta không phải lo nó hết pin hay như nào, nhưng mà tiết kiệm điện vẫn luôn là một cái xu thế trong tương lai rồi. Và mình sử dụng các cái tác vụ ở trên Photoshop, Lightroom hay là Illustrator thì thấy nó cũng khá là mượt. Tuy nhiên thì phiên bản ở đây chỉ có 8GB RAM thôi. Và cái hạn chế nó không nằm ở con chip M1 mà nó hạn chế ở cái phần dung lượng RAM. Và khi mà chúng ta đã lựa chọn một cái option máy rồi thì chúng ta sẽ không có thể nào mà nâng cấp được RAM lên như dòng trước đâu, vì là cái thanh RAM này nó đã gắn chặt với cái main rồi. Vì vậy nè, mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn nào mà mua về để sử dụng lâu dài này và chúng ta sử dụng nhiều cái tác vụ thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng cho mình một cái phiên bản có dung lượng RAM tối thiểu là 16GB nhé, thì nó sẽ hỗ trợ các bạn mượt mà hơn khi mà chúng ta sử dụng nhiều ứng dụng. Và những cái kết quả benchmark cho thấy được rằng là vị trí của iMac 24 inch ở trong cái dòng sản phẩm All-in-One của Apple cùng những cái hạn chế của nó thì thấy được rõ rằng cái dòng sản phẩm 24 inch này nó cải thiện khá là đáng kể so với cái mẫu 21 inch đời trước, và nó có cải thiện cả về đơn nhân và đa nhân, và trong các tác vụ đồ họa thì nó cạnh tranh thoải mái trực tiếp. Khá là ấn tượng khi mà iMac 21,5 inch thì có GPU rời, và iMac 24 inch này thì nó sẽ dựa trên con chip đồ họa tích hợp với M1. Bên cạnh đó thì nó cũng chưa thấm vào đâu so với lại iMac 27 inch dùng chip Intel có card đồ họa rời. Nhưng mà trong bài so sánh thì các bạn có thể thấy cái kết quả của đa nhân nó có tầm quan trọng lớn hơn, và chúng ta có thể thấy được rằng là iMac 27 inch sẽ thực hiện tốt hơn các cái lĩnh vực, ví dụ như là chúng ta muốn đa nhiệm cường độ này, kế toán hoặc là thiết kế hoặc xử lý video thì nó phức tạp hơn, nó cần đòi hỏi cái GPU cao hơn. Và với cái hiệu năng đó thì chúng ta không quá là ngạc nhiên khi mà thấy được hiệu suất của iMac 24 inch nó không khác gì trên MacBook Pro M1 hay là Mac Mini M1 cả. Vậy cho nên là các bạn muốn biết cái thiết bị này nó sử dụng được những cái vấn đề gì thì chỉ cần nhìn trên cái MacBook Pro M1 nó làm tốt như thế nào thôi, thì iMac có thể làm tốt hơn như thế. Và trên thực tế thì iMac 24 inch này nó có khả năng đảm nhiệm mọi cái tác vụ hàng ngày của chúng ta, những cái tác vụ từ những công việc là văn phòng cho đến là thiết kế đồ họa hay video ở mức nặng nhất. Và tiện đây thì mình cũng sẽ nói thêm một cái vấn đề nữa là về cái phần nhiệt độ của chiếc máy này. Thì thực sự iMac dùng chip M1 này, cái độ mát của nó khi hoạt động nó đã cải thiện hơn cái dòng trước rất là nhiều. Với những cái tác vụ mà chúng ta sử dụng cái hiệu suất liên tục thì máy vẫn có một cái chế độ làm việc nó rất là êm ái mượt mà. Cái quạt của nó thực sự là nó không quá là gây tiếng ồn ở trong văn phòng của mình khi mà mình sử dụng như cái dòng Mac Intel trước đây. Và xét cho cùng thì ưu thế của một nó chưa bao giờ ngoài là sức mạnh ra, nó còn kết hợp thêm cả là cái tính hiệu quả công việc nữa. Và cái chip này nhìn chung nó bị hạn chế một số cái, ví dụ như là
cái nguồn điện năng nó cung cấp nó làm mát cho cái hệ thống nó không được là tốt như cái đời trước. Mình nghĩ rằng là đây là cái dòng chip mới ra cho nên nó chưa thực sự là tối ưu cái nguồn điện như là cái dòng chip Intel đã làm rất tốt từ trước đến giờ. Và một số cái phần mà được cải thiện hơn như là màn hình này, về loa được cải thiện nhiều hơn, có 3 mic thoại và đặc biệt là camera được có độ phân giải cao hơn đời trước rất là nhiều để phù hợp cho chúng ta có những cái cuộc họp meeting online hoặc là học online ở trên mạng trong cái bối cảnh dịch Covid như thế này. Thì mình đã giới thiệu ở cái phần là video bóc hộp trên tay chiếc iMac này rồi và cũng có rất là nhiều nơi để đánh giá cái phần này. Và hôm nay mình sẽ đi chính vào cái phần mà hiệu năng như vừa rồi mà các bạn đang xem để các bạn xem là mình có thực sự để sử dụng chiếc máy này không. Và tự chung lại thì mình đánh giá là những ai nên sử dụng chiếc iMac này với những người mà làm công việc văn phòng. Chúng ta đang sử dụng một cái máy ở trên văn phòng, chúng ta muốn đổi sang macOS thì đây là một cái lựa chọn sáng giá. Hoặc là các bạn đã sử dụng iMac rồi nhưng mà ở phiên bản 21,5 inch thì iMac 24 inch là một cái lựa chọn rất đáng cân nhắc để chúng ta nâng cấp. Còn tuy nhiên những ai mà đang sử dụng cái iMac 27 inch rồi thì mình nghĩ rằng là cũng không có quá nhiều lý do để chúng ta trải nghiệm ở trên chiếc máy này đâu, bởi vì ngoài con chip M1 ra thì iMac 27 inch nó vẫn có một cái hiệu năng đáp ứng đầy đủ những cái tác vụ cơ bản của chúng ta sử dụng đến tận bây giờ rồi. Cho nên là các bạn có thể cân nhắc thật kỹ để trước khi có quyết định của mình nhé. Còn các bạn có lựa chọn chiếc iMac M1 này để làm chiếc máy của mình sử dụng không? Hãy cùng comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.